Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hôm nay ăn gì. Ngày hôm nay thì bọn mình cũng không quá dài dòng mà bọn mình sẽ vào thẳng luôn, bởi vì trước mặt bọn mình đây là những món ăn rất là hot. Với cái thương hiệu này thì là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, quá quen thuộc, nói chung là cực kỳ nổi. Ngày nào mình cũng thấy bạn Thu Hà check in ở đây ăn hàng như cơm bữa luôn. Ăn hàng như cơm bữa. Thấy nhiều lẩu nhờ, nhiều lẩu xong gọi cũng full. Gọi xong còn bình bình gì ấy. Bình lúa, bình hoa. Bình gôn. Gôn là ôi. Bình gôn alo bao nhiêu. Mình đã đặt 3 phần cơm ở đây, thì đầu tiên chúng ta có một phần cơm thịt sốt tứ xuyên này, sau đó là một phần cơm bò hầm cà rốt và một phần cuối cùng là cơm gà cà ri, có nghĩa là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đủ cả. Và hai di lao lần này thì chỉ tung đúng 3 vị đấy thôi. Thế nên là khéo quá. Khéo quá là có 3 người, đúng không? Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, đấy là trước mặt bọn mình đây thì không thấy có vị tứ xuyên nào cả. Bởi vì là nhà hàng đã ship bọn mình nhầm mất 2 phần gà, thế nên là mình đang gọi cho nhà hàng để đổi lại. Trong vài giây nữa thôi là các bạn sẽ thấy đủ 3 phần trên bàn thôi. Một phần cơm thì sẽ là gồm một hộp cơm đương nhiên rồi và hai gói snack cá viên triện ca nhìn thêm và một cốc nước xí muộn. Mà cái cốc này khi mà mình mới chạm vào nó còn ấm nóng cơ mọi người ạ. Ngoài ra thì chúng ta có đũa thìa. Một phần cơm như này thì có giá là bao nhiêu ạ? Với phần cơm gà cà ri thì chúng ta sẽ có giá là 60.000. Phần cơm thịt heo tứ xuyên sẽ có giá là 70.000. Và phần cơm bò hầm cà rốt sẽ có giá là 70.000. Tất cả những giá trên thì chưa bao gồm VAT. Mình thấy ở hai khi lao vận chuyển khá là cẩn thận đây này. Bọc biết các màng bọc cẩn thận. Trên bàn bọn mình đang có 2 suất cà ri, cho nên bọn mình sẽ gác tạm một suất sang bên. Khui nhanh. Ôi, hơi mỡ màng ta. Đúng rồi. Điểm trừ là cái màng bọc này bị dính quá nhiều mỡ. Khi mà chúng ta chạm vào bóc thì chắc chắn là tay chúng mình sẽ dính mỡ nha mọi người. Còn nóng hổi không ạ? Ấm ấm. Ấm nóng như trái tim của Nam Cường. Mình ngồi sai chỗ rồi mọi người ạ. Xin lỗi Phương Anh nhá. Nào, đập hộp. Wow. Ui, nhìn cục, nhìn miếng thịt. Hấp dẫn. Nhưng mà có vẻ hơi nhiều mỡ ta. À có gân này. Thơm. Trời ơi, thơm. Sao tôi không ngửi được mùi gì bạn? Tôi thấy mùi cà ri là thơm rõ. Không ngửi thấy gì luôn. Chị ơi, dấu hiệu của Covid là không... Chết. Thơm. Thật ra tôi ngửi mùi chua. Ê, chúng mình cẩn thận nhá. Cái này là màu sắc nó đậm lắm đấy. Ba đều tam ca áo trắng. Nhưng mà cái phần này nhiều mỡ quá lắm luôn ấy. Siêu nhiều mỡ luôn ấy. Còn bên này thì là phần thịt bò hầm cà rốt. Những cái miếng thịt bò nhá, mình thấy là đan xen nạc mỡ này. Ngoài ra còn những miếng còn có gân nữa. Trông rất là hấp dẫn mà trông nó không bị khô ấy mọi người. Mặc dù bọn mình cũng để khá là lâu rồi, nhưng mà nhìn hình thức như này là mình thấy rất là óng ả, mịn màng, duyệt. Mà một miếng thịt bò cũng khá là to ấy. Nhưng mà thực tế ra thì mình bị thu hút bởi cái phần cà ri hơn là phần thịt bò. Với mình thì phần thịt bò hơi thiếu cái độ óng và cái sự sốt kiểu đặc một tí để trang với cơm ấy. Đấy. Chúng mình sẽ ăn phần cà ri trước. Rồi sao không lấy chồng này? Biết ngay. Thế là 30 tuổi lấy chồng. Đây có lấy được không? Này có lấy được không? Được, lấy em này. Phần phía trên phần lớp cà ri này nó có một cái lớp hơi đỏ trông như là dầu ớt ấy. Đừng sắn cơm, cái này có vẻ cơm hơi khô nha. Thôi nó cứ thế rồi. Được phết. Mình mới chỉ ăn một miếng cơm thôi thì mình cảm thấy là cơm ở đây hơi khô nhé mọi người. Mình nghĩ là mọi người nên cho thêm cả sốt vào để cho nó có độ óng ả, dẻo dẻo, dễ ăn hơn. Mình nghĩ vậy. Chứ còn ăn cơm không thì rất là khô. Nhưng mà với một người mà thích ăn hơi mặn mặn như mình thì dù cho sốt vào thì nó cũng chưa đủ đạt yêu cầu của em. Có nghĩa là nó ngọt, xong nó có vị cà ri nhưng mà nó thiếu cái vị đậm đà để khiến nó cái cơm nó đưa hơn ấy. Và một vấn đề nữa là cái phần sốt ở đây nó hơi nhiều dầu. Thế nên là ăn một miếng cơm hơi mơ mỡ. Thìa của mình thấy dầu rồi này. Đấy. Mình vừa ăn thử một miếng thịt kèm với cả một miếng khoai tây. Thì thật sự là khoai tây mình thấy là rất là đạt, nó không bị sượng, nó không bị cứng, nó mềm, nó nhuyễn. Còn phần thịt thì rất là thơm, mặc dù thì đã được tẩm ướp rồi, hơi thiếu độ đậm và thiếu một sự cay nóng bỏng mọi người ạ. Đấy. Cá nhân mình thì mình không phải là một người thích ăn cơm cà ri, nhưng mà mình phải công nhận với Phương Anh là phần khoai ở đây rất là đạt, ăn nó bùi, béo ngậy. Còn về phần sốt thì mình cảm thấy hơi mỡ quá. Nếu mà ăn khoảng 3-4 miếng là mình sẽ bị ngấy. Và thịt gà mình chưa ăn thử nhưng mà trông có vẻ cũng ok. Em mới tín bởi vì là thịt gà không chỉ có là phần nạc mà có cả phần da, phần mỡ mỡ nữa. Nhưng mà mọi người thì bảo là chưa đủ đậm. Còn với cá nhân mình là một người ăn nhạt, mình cảm thấy như này ok rồi. Với phần rau thì mình đặc biệt rất là ấn tượng phần rau ở đây. Rất giòn, rất tươi. Khi mà mọi người ăn cái này thì mọi người sẽ liên tưởng tới phần rau chua của cơm 123. Một hãng cơm rất nổi tiếng. Và mình cảm thấy là phần rau ở đây ấy, nó rất nổi bật luôn, nó thực sự rất nổi bật. Nói chung là về cá nhân mình thì mình cảm thấy là hương vị như thế này là mình thấy ổn, chứ đậm hơn là mình không thích nữa. Và khoai thì mình thấy rất là ok, cơm thì hơi khô một chút. Nên là với cá nhân mình, để mà dành ra 60.000 để mua một suất cơm như thế này thì mình sẽ không mua. Tại vì nó chưa đạt được những gì mà mình mong muốn ấy. Ví dụ như là bát cơm này thì chắc là được khoảng 2 bát ấy mọi người. 2 bát cơm cộng với cả một suất cà ri với cái giá là 60.000. À đúng rồi, cái phần sốt này mình phải nói thêm một lần nữa là bởi vì là cái lượng cơm nó nhiều, thế nên là sốt cà ri có vẻ hơi lỏng hơn.
lỏng hơn một số chỗ mình từng ăn. Cà ri này mà thêm một ít ngậy ngậy béo béo của nước cốt dừa nữa thì nó sẽ rất là ok. Cái phần cà ri như này thì hơi ít cho hai bát cơm đúng không? Ừ, hơi ít. Khoai tây, cà rốt và gà vẫn như thế nhưng mà tăng cái phần sốt lên ý để có thể trộn cùng cơm ấy. Tại vì nếu mà cái lượng tầm như này lấp xấp hơi ít so với cả lượng cơm như này. Okay. Ngoài ra thì mình thấy đúng thật sự là mình chỉ cần mong muốn thêm một ít vị cay nữa thì món ăn sẽ rất là hấp dẫn. Thật ra mình rất là thích cái nước xí muội này và nó như kiểu là một điểm đặc trưng nổi bật của Hai Di Lao ấy. Vậy nên là mình thấy trong cái cơm phần này họ cũng kèm theo một cốc nước xí muội như vậy, mình rất là ưng ý. Nước xí muội thì nên uống với đá nha mọi người ơi. Thế còn với cá nhân mình, khẩu vị của cá nhân mình thì mình khi mà mình uống nước xí muội mà nó hơi ấm ấm mà không có đá vào ấy, cảm giác nó rất là, cái vị nó rất là gắt, nó rất là mạnh. Thế cho nên là kiểu mình đậm đặc nên là mình cũng không thích cái kiểu này lắm. Phần cơm bò này thì mọi người thấy là phần thịt khá là đầy đúng không? Đầy đặn và từng miếng thịt nó rõ ràng hẳn hoi luôn. Cơm là nhìn thấy đã thấy khô rồi. Tức là không chỉ phần bề mặt bên trên vì bọn mình để lâu nhá, mà kiểu sẵn và những cái phần cơm bên trong nó cũng khô mọi người ạ. Thiếu độ dẻo. Với lại là bởi vì trông hơi ít sốt nên mình cũng chưa hứng thú nhiều về việc ăn cơm lắm. Ngoài ra thì với cá nhân mình về phần nhìn nhá, là cái phần rau này mình đã không ưng rồi. Thế tại vì thứ nhất là đúng là trông nó cũng khô nhá, trông kiểu đúng không có một giọt nước nào luôn. Ngoài ra thì những cái phần như là đây là gọi phần cuống đúng không? Cuống bị nhiều quá, mình thích là kiểu cuống lá đan xen ấy. Thì thật ra là ăn cuống thì nó cũng giòn hơn và nó cũng giải ngấy được tốt hơn, thì cái này nó tùy từng người thôi. Nhưng mà với cá nhân mình khi mà mình nhìn vào thì mình cảm thấy là nó như kiểu là nó ướp chưa đủ lâu ấy, nên là nhìn nó cứ trắng ẩn ra. Với phần thịt thì mình thấy ở đây là có cả gân, cả nạc và cũng có tương đối khá là nhiều mỡ, mà mình thì đôi lúc khá là sợ mỡ ở thịt bò. Những miếng thịt bò này nó cũng không đều ấy, có những miếng thì nhìn nó cũng rất là khô ấy mọi người. Nó bị hơi khó. Rồi bây giờ chúng mình sẽ thưởng thức luôn xem chất lượng như thế nào nhé. Mình thấy là mình khá thích cái phần rau này. Tại vì là có nó cũng vừa có độ chua nhẹ này, vừa có độ ngọt này và cả độ cay nữa. Mình thấy ăn cái này rất ok để giải ngấy. Các bạn thông cảm, chi phí của công nên gì cũng hơi hạn hẹp nên là bọn mình không thể mua mỗi người một suất được. Thịt bò thật là ngon. Mình cảm giác là cái phần nạc mỡ đan xen ấy, một ít mỡ sẽ làm giảm cái độ khô của thịt. Nhưng mà bên trong cái phần thịt này cũng không bị quá khô và càng nhai mình càng thấy rõ cái độ ngọt của thịt tiết ra. Chắc là ý đồ của họ là không hầm đến mức nát thịt ra, giã thịt ra. Mà họ muốn vẫn phân chia từng khối, từng thớ một. Thế nên là nếu mà ý đồ của đầu bếp là thế thì đã thành công. Và việc thành công trong cái việc là tạo cái độ rắn, độ chắc, dai dai của thịt chứ không để bở, để nát. Chứ bây giờ nhá, mọi người thử tưởng tượng với miếng này, đây là một miếng rất nhiều mỡ và gồm cả thịt bình thường nữa, miếng ngay mà nát ra thì nó sẽ không có một trải nghiệm tốt đâu mọi người ạ. Nát ra thì nó sẽ ngấm nhiều dầu hơn, sẽ ngấy hơn. Mình nghĩ là mọi người cũng không cần phải cho thêm cả cái sốt vào để cho cơm nó đậm đà hơn đâu, bởi vì riêng miếng thịt bò này đã đủ đậm rồi. Nhưng mà nếu với những người mà thích ăn cơm trộn với sốt ấy thì lại sẽ không thích cái sốt cơm này. Mình nghĩ thế, bởi vì là nếu mà cho thêm sốt vào thì nó sẽ lại thành bị mặn ấy. Với phần cà rốt mình thử thì mình thấy khá là ưng. Nó mềm và nó nhừ hơn phần bò rất là nhiều. Vẫn giữ được độ ngọt, cái sốt nó cũng thấm vào. À, nó đây sốt mình phải bổ sung thêm một ý của chị Hà nữa, là mặc dù phần sốt này đậm nhá nhưng nó không bị cái hương hoa hồi ấy, cái hương mà tạo nên cái tính chất của cái món này nó quá cao ấy, không bị hắc quá, không bị hắc quá. Nói thêm về cái phần sốt của cái món này thì nó có hơi vị cay nhẹ nhẹ nữa, nên là mình cảm thấy là ăn như này thì mình sẽ thích hơn với suất cơm gà cà ri. Mọi người ơi, vậy là suất cơm thịt lợn Tứ Xuyên cuối cùng đã đến rồi và họ có xin lỗi không? Họ chúc mình ngon miệng. Họ chúc mình ngon miệng và họ cũng không đổi lại mà họ đưa luôn cho mình một suất, coi như là mình cầm luôn một suất gà vừa nãy và một suất lợn này. Chứ mình không cần phải trả lại. Coi như xin lỗi đấy. Nói chung là như vậy thì bọn mình cũng khá là hài lòng. Ý nghĩa. Từ nãy đến giờ thì bọn mình chê cơm rất nhiều, nhưng mà đây là người ta vừa mới ship đến và vẫn còn nóng hổi, bọn mình sẽ ăn lại để xem là có phải là do bọn mình để quá lâu nên là cơm vẫn cứng như vậy không. Mình thấy ok hơn ban nãy mọi người ạ. Ok hơn ban nãy. Độ đàn hồi của cơm thôi nó óng ả, mịn mượt hơn, nhưng mà để đánh giá chung thì đây vẫn là cơm khô, không phải cơm dẻo. Đúng rồi, nó vẫn là cơm khô, nhưng mà vấn đề là khi mà ăn thì các bạn sẽ cảm thấy ăn nó ngon miệng hơn ban nãy. Mình rất là tò mò cái sốt Tứ Xuyên, bởi vì lẩu Tứ Xuyên Hai Di Lao đã quá là đình đám rồi. Trông vẻ ngoài đây trông rất là óng ả luôn. Mọi người ơi, thật sự nó Tứ Xuyên thật này. Dầu cay rất này. Là nhiều dầu. Dầu cay này. Ở trong cái phần sốt này thì sẽ có thịt lợn sắt nhỏ này, có mộc cà rốt với cả mộc nhĩ với cả ớt chuông. Ngon. So với các phần nước lẩu mala kiểu quá là quen thuộc ở Hai Di Lao ấy thì mình thấy là cái sốt này có mùi vị đấy, nhưng mà cái độ cay hay là cái độ nồng nó sẽ giảm đi, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cho chúng mình dễ ăn hơn. Ở hậu vị thì vẫn có độ cay tê nhưng mà rất là nhẹ thôi. Đấy, phần dầu thì mình thấy là không quá là ngấy sau khi ăn thử một thìa sốt, mình thấy khá là được. Có vị chua, có vị ngọt, hơi chua nhẹ thôi mọi người, không phải là chua quá gắt đâu. Trong này khá là nhiều vị ớt chuông nha mọi người. Còn về phần cay thì mình cảm thấy là
như Phương Anh nói là cay rất nhẹ và mình vẫn chưa thích lắm. Tức là nghe Tứ Xuyên thì cảm thấy là muốn cay hơn ấy. Trong này thì mình cảm giác cũng không có cái hạt tê ấy. Với cả cũng hơi đậm nữa. Với mình thì mình cảm thấy rằng đây là một phần sốt Tứ Xuyên dành cho người Việt. Nó chế biến được cho người Việt nhiều hơn. Còn ừ mà... thế nhở, số review lên tầm. lên tầm đấy rồi. Còn nếu mà bảo đây là một phần sốt Tứ Xuyên hoàn chỉnh, tất nhiên là không phải rồi. Vì đúng theo rồi. Như trải nghiệm ăn uống của bọn mình thì nó khác khá xa với những phần sốt Tứ Xuyên truyền thống. Và cái vị ớt chuông nó bị hơi nồng quá và nó ảnh hưởng khá nhiều tới hương vị để cái trải nghiệm. Còn như thịt thì đúng thật, thịt nó khá là khó để mọi người cảm nhận được thịt. Ừ, Tết này thịt nó thành kiểu thịt sợi như này này mọi người này. Tức là cái phần thịt lợn ấy mọi người, nó không thể thành miếng hình chữ nhật hay hình vuông đâu, mà nó sẽ thành kiểu sợi như kiểu chúng ta bào cà rốt ấy. Đúng rồi. Ở đây họ dùng thịt thăn nhưng mà đôi chỗ thì vẫn hơi có mỡ mỡ một tí, không phải thịt thăn hoàn toàn đâu. Mộc nhĩ rồi thịt rồi cà rốt ấy làm cho mình liên tưởng đến món nem ấy. Nói chung chung lại thì mình vẫn thích là hương vị của ba suất cơm này nhá. Thực ra là với mình thì nó sẽ hơi khó để mà khiến mình cảm thấy được ăn nhiều cơm ấy. Nếu mà bảo em chan cái sốt này lên cơm mà để ăn thì với em thì sẽ hơi khó để em ăn nhiều cơm. Tại vì cái vị dầu em hơi bị ám ảnh một tí, và vị ớt chuông nó hơi nồng, nó khiến em bị cảm thấy hơi bị nhạy cảm quá. Nhưng mà đây là suất đắt nhất đúng không? Lợn và suất thịt bò là suất 70.000, còn gà là 60.000. À đâu? Nó 70.000 thôi chứ thêm thuế vào là 77.000 đấy mọi người. 77.000. Và ship nữa. Lên 80. Gọi là để so sánh với giữa ba suất cơm thì mình nghĩ là mình thích vị thịt lợn Tứ Xuyên nhất. Nhưng mà để mà mua lại suất cơm này để ăn hay không thì không nha mọi người. Mình xin phép là không ăn lại suất cơm này. Bởi vì là thật ra thì với so với chất lượng thì mình vẫn cảm thấy là suất cơm như này là hơi đắt. Mặc dù là cái hương vị của nó cũng mới lạ, nhất là cái phần Tứ Xuyên, nhưng mà thôi mình cũng sẽ không bỏ ra 70.000 để ăn một bữa trưa như này đâu. Với mình thì đây, trong lúc bọn mình sẽ ăn đồ tráng miệng của họ là cá rinh chinh, thì mình sẽ tiếp tục tổng kết về ba suất là chúng ta có lợn này, bò này, gà. Thì với mình thì mình nghĩ là nếu như mọi người thích thay đổi hương vị và khám phá một cái gì đấy độc lạ hơn thì mọi người hãy tìm đến hương vị Tứ Xuyên để thử ăn hoàn toàn được, và nếu như ai hợp thì sẽ thấy nó ngon. Còn với mình ấy, nếu như mọi người muốn kiểu như là một hương vị mình nghĩ là hợp với mọi nhà thì là hai hương vị còn lại. Thực ra mình đang định gợi ý cà ri, nhưng quay ra mình nhớ ra Hà không thích cà ri. Không, nhưng mà cũng ok, cà ri cũng ok, tại vì là hương vị của cà ri nó cũng không quá đậm, thế cho nên là mình vẫn cảm thấy là mình ăn được. Nhưng nếu các bạn mà thích cái vị cà ri nó phải rõ ràng hơn thì chắc là cũng không, sẽ không thích cái suất cơm đấy. Vị bò hầm thì mình thấy cũng là một hương vị phải khá trở lên đấy. Tức là mình cảm thấy nó chất lượng hơn so với cà ri, không phải là bởi vì mình không thích ăn cà ri, mà là bởi vì đúng là phần bò với cả phần cà rốt là mình thấy mình đánh giá cao hơn. Bản thân em thì em cảm thấy là thích thì hương vị bò nhất, bởi vì hương vị của nó dễ tiếp cận với đại chúng nhất. Ok đấy. Người okay. Có học người ta nói chuyện phải khác đấy. Với phần Tứ Xuyên thì bản thân mình thì đã chưa hợp với khẩu vị này lắm, hoặc là bởi vì là do mình không hợp với món ăn này. Còn với phần bò là phần nó dung hòa tất cả mọi thứ, mặc dù là có điểm trừ, điểm khen, thiếu sốt này nọ, hơi thiếu cái gì đấy với mình. Nhưng mà tổng kết chung lại thì mình cảm thấy đấy là món mình ăn dễ nhất, thế là mình thấy ok nhất. Nhưng mà mình nghĩ là phía Haji Lao có lẽ nên cải thiện lại cái phần cơm trắng, kiểu nấu cơm nhiều nước hơn một chút, ăn nó sẽ dẻo hơn và dễ ăn hơn, tại vì bây giờ hơi bị khô quá. Còn với mức giá từ 60-70.000 một phần cơm như vậy thì đúng là một mức giá cao, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng phải nghĩ về cái thương hiệu của nó nữa, chắc là đắt cả thương hiệu nữa, cho nên là hoàn toàn là có thể chấp nhận được. Và vậy là phần review cơm phần Haji Lao của bọn mình đến đây đã kết thúc. Nếu như các bạn có những cái ý tưởng, nội dung gì muốn bọn mình làm thật là hay, thật là hấp dẫn, thú vị thì hãy gợi ý cho bọn mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, nhớ subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Hôm Nay Ăn Gì.